Ngồi vào hôm nay, ngày thứ sáu, ngày 7 tháng Giêng năm 2021. Xin lỗi các quý vị, Kiệt Nhi làm cái video này, Kiệt đang bị Covid qua ngày thứ bảy, cho nên tinh thần cũng còn lừng thừng như nhức đầu, không có livestream cái này, nhưng mà trong 7 ngày qua ở cái nơi này cũng khoảng 40 mét vuông, khoảng 400 square feet, thì cũng giống như nhập thất, thì có những cái cần để mà suy nghĩ lại trong lúc mà bệnh qua 7 ngày rất là mệt. Nó làm mất hết, mình không có suy nghĩ gì hết, nhức đầu, sổ mũi, ho, rồi ăn uống không được, mất mùi vị. Thì Kiệt mới đọc lại những cái xưa giờ học hỏi lượm nhặt, thì Kiệt làm riêng cái video này cho những những đứa con trời họ thiên, để có một chút xíu nắm cái căn bản để mà khi nghe những cái mấu chốt này á, Kiệt không có dám múa rìu mắt thợ với mấy thầy, mà chỉ nhắc nhở những đứa con thiên Phật tử tự đốt đuốc mà đi. Khi nghe clip này, video này của Kiệt thì tự đi tri cứu trên online, hoặc là nghe những bài giảng pháp của mấy thầy chân chính để hiểu thêm vì đạo thiên tâm ở ngoài 12 giới luật, cũng cũng phải tự đốt đuốc mà đi, tự mang theo một số hành trang Phật pháp trong người để mà ứng phó với đời, để mà đạt được cái sự thành công về đời và đạo. Thì cho nên việc làm cái video này thì chỉ mong mà nếu có gì sơ sót, mong các quý ông quý thầy niệm tình sửa đổi giùm, tha thứ. Cái này chỉ đọc thôi, chứ cái này không phải livestream, cho nên không có trả lời, không có đủ hơi, chỉ nói ngắn thôi. Chút cũng phải uống thuốc. Thì nói hôm nay có vài lời như vậy để mong các fan bữa giờ hâm mộ, vẫn có nhiều người cứ nghĩ Kiệt bị bệnh, đúng, Kiệt bị Covid, thì cũng lo cho Kiệt. Hôm nay video này để quý vị an tâm, bữa nay nó cũng đã đỡ được một chút, nhưng mà thử vẫn còn âm tính, thì cách ly trong cái nhà khách này. Thì là Phật nhổ đầu, Kiệt đọc cái này đến hồi hết hơi. Thì cái này như một cái hành trang đi trong đời để có cái căn bản, chớ mang họ thiên, cũng phải tự đúc đúc đi, tự giữ 12 giới luật, nhưng cũng phải biết có một số cái cần phải biết. Thì trên online Google là sư phụ, là thầy chính của mình, những quý ông quý hòa thượng lớn chân chính giảng pháp, là những ánh đuốc mình phải đi theo, phải học theo những cái bài pháp của các thầy. Và tuy đạo thiên là đạo của cha của trời, nhưng mà cha mẹ mà khuyên mình là tự đúc đuốc đi giữ 12 giới luật, ngoài đó mình còn phải học Tam Đại Tạng Kinh để mà tự chứng tự thành Phật, rồi có bi chí dũng. Nam mô Như Là Phật. Thì Kiệt đọc cái này có những cái không có suông, mong quý vị xíu. Theo luật của trời đất á, thì là người thuận theo đất, đất đất thuận theo trời, trời thuận theo đạo, đạo thuận theo tự nhiên. Đó là quy luật của vũ trụ. Thái cực khi chưa phân ra âm dương thì hoàn toàn là một khối, được xem như là
vũ trụ toàn bộ để hiện bằng một vòng tròn khép kín vô cực, sinh thái cực. Tiếp đến thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái, thể hiện sự biến hóa thay đổi của vũ trụ và vạn vật. Đó, thì Kiệt đọc những cái mối chốt, quý vị cứ cứ nắm theo cái đó để mà học thêm ở trên online, chứ cũng không có giảng nhiều mấy cái này. Các giáo chủ mình nói về thời xưa, tất cả các giáo chủ mà lập ra tất cả các đạo á, lúc mà khởi đầu á, cũng không có ai tin các ngài hết. Cũng như đạo Phật thì Phật Thích Ca thì lúc đó có bốn năm người theo ngài, nhưng mà chỉ có một người là tin Phật thời đó, đó là ông Kiều Kiều Trần Như. Đến khi đạo tiên là Lão Tử thì có một môn đệ là một đứa nhỏ, để đọc lại đạo Phật. Đạo Phật có bốn người theo ngài, nhưng không phải là bốn người ấy theo làm môn đệ, mà theo đặng coi Phật có đọt pháp đặng chăng. Sau cùng chỉ có hai người trọng yếu hơn hết, rồi đến ngày cuối cùng còn có một người, tức là đi hết còn có người và đoạn đặng Phật giáo mà thôi. Đầu tiên Lão Tử có một người môn đệ và một đứa ở là Từ Giáp, biết đạo của ngài duy không có doãn hỷ theo Đức Lão Tử đoạn pháp truyền giáo, mà đạo tiên còn tồn tại đến ngày nay. Đạo Khổng Phu Tử tuy vẫn nói có tam thập lục thánh thất thập nhị hiền, mà cả thảy môn đệ của Đức Khổng Tử chưa chắc người nào đọt đặng, duy có một người là thầy Sâm mà thôi. Bằng cớ là buổi trung uy, ngài kêu Sâm mà nói: đạo ta chỉ có một mình ngươi biết mà thôi, Sâm Ngô đạo nhất di quán chi. Đức Chúa Giêsu có nửa người môn đệ mà thôi, bởi ông Perry chối Chúa ba lần, đến khi ăn năn khóc lóc với bà Maria và xưng tội mình. Ông Mohammed có một người môn đệ là phụ nữ mà đạo hồi đã thành lập. Chúng ta suy đoán thấy chỉ có thương yêu duy có một người thương hoặc nửa người thương mà các đạo, các giáo chủ lập thành tôn giáo tại trên mặt địa cầu này. Bài pháp đầu tiên của Đức Phật, thì khi Đức Phật ngồi cội Bồ Đề á, thì đêm đó thấy sao mai mọc, thì bụng của Đức Phật nở ra bông hoa, thì ngài thành đạo, thì ngài thuyết pháp, ngài đi tìm lại năm anh em của ngài Kiều Trần Như đó, thuyết pháp bài đầu tiên đó là bài Tứ Diệu Đế. Tứ Diệu Đế là có khổ đế, khổ đế là sinh lão bệnh tử ngũ uẩn nhân gian, tập đế là tập khí dục vọng luân hồi, những cái tập khí của mình nhiều đời nhiều kiếp. Diệt đế là tận diệt mọi tham ái dục. Đạo đế là bát chánh đạo. Bát chánh đạo, chánh mạng, chánh nghiệp, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh niệm, chánh định, chánh kiến, chánh tinh tấn. Chánh mạng đời sống có sống đúng đắn, chánh nghiệp là nghề nghiệp mưu sinh đúng đắn, chánh tư duy là suy nghĩ đúng đắn, chánh ngữ là nói năng đúng đắn, chánh niệm là tưởng nhớ những cái đúng đắn, chánh định là tập trung tư tưởng đúng đắn, chánh kiến là thấy chân chánh đúng đắn, chánh tinh tấn là tin tưởng những cái đúng đắn. Chánh kiến mình có nhìn những cái chân lý đúng, chánh tư duy suy nghĩ chân chính đúng, chánh ngữ nói những lời chân thật, chánh nghiệp những hành động phát xuất từ nơi thân, chánh mạng đoạn trừ tà mạng, chánh tinh tấn là khởi lên ý muốn cố gắng tinh tấn, chánh niệm thức tỉnh điều phục tâm, chánh định thiền định giới định tuệ. Đạo đế
có bát chánh đạo, 12 nhân duyên. 12 nhân duyên là vô minh duyên, hành hành duyên, thức thức duyên, danh sắc duyên, lục nhập duyên, xuất xuất duyên, thọ thọ duyên, ái ái duyên, thủ thủ duyên, hữu hữu duyên, sanh sanh duyên, lão tử là lục độ vạn hạnh, bố thí độ tham lam, trì giới độ quỷ phạm, nhẫn nhục độ độ giận dữ, tinh tấn độ giải đãi, thiền định độ tán loạn. Trí tuệ độ ngu si. Ngũ uẩn là gì? Một, sắc uẩn. Sáu sắc quan gọi là lục căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Ngược lại là đất nước gió lửa. Số 2, thọ uẩn, các loại cảm giác. Thứ 3, tưởng uẩn, nhóm tế bào hoạt động khi ngủ. Nhà ngoại cảm, đồng bóng, tưởng thức, tưởng tượng. Thứ 4, hành uẩn mà tạo nên nghiệp thiện hoặc nghiệp ác. Thức uẩn, nhóm tế bào não nằm yên cho đến khi tu xả bỏ hết dục lạc và các pháp nhập niết bàn. Tịnh độ giảng sanh phải thực hành ba la mật: trì giới, bố thí, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định mới có cơ hội giảng sanh. Đảng sanh cõi thánh, mất sanh trời. Có cái câu câu thơ này nè: đảng sanh cõi thánh, mất sanh trời, ngạ quỷ ở bụng tim làm người, bàn sanh thì thoát ở đầu gối, thoát ở bàn chân địa ngục sanh. Khi mà người mình chết á, cái trung nhân trung ấm á, nó dạy chỗ nào mà ấm ngay cái bụng á là ngạ quỷ đó, mình đầu thai ngạ quỷ. Còn ngay tim thì làm người, trên đầu thì về cõi trời. Đó là câu đọc lại là: đảng sanh cõi thánh, mất sanh trời, ngạ quỷ ở bụng tim làm người, bàn sanh thì thoát ở đầu gối, thoát ở bàn chân địa ngục sanh. Nếu mà cái hơi ấm mà nó xuống là bàn chân á, là mình sanh xuống địa ngục. Hoặc là có câu: đỉnh đầu sanh thánh, mất lên trời, bụng nóng ngạ quỷ, tim nóng người, xúc sanh thần thức ra đầu gối, nóng ở bàn chân thì địa ngục thôi. Phần luyện tánh và dùng bát chánh đạo gồm có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh niệm, chánh định, chánh tinh tấn, chánh nghiệp và chánh mệnh. Trị tư tưởng tạp nhạp, phải biết sống một mình. Thiện hữu trí thức, giới luật. Phải có cơ hội học hỏi pháp và phải chuyên cần, phải có sự hiểu biết. Đó, thì mình phải đi tìm thiện trí thức, đó là những cái điều cần thiết để mình có mở hành trang trong đời đó. Tập 4 loại quán chiếu. Cửu tử quán là quán chiếu quá trình tàn hoại của cơ thể, từ khi tắt thở cho đến khi xương cốt tan thành tro bụi, giúp diệt trừ ái dục. Từ bi quán là quán chiếu những nguyên nhân đưa đến sự giận dữ của mình, trong đó có những nguyên nhân thuộc tâm lý của mình và những nguyên nhân xa gần khiến cho người khác nói năng để khiến mình nổi cơn giận dữ. Từ bi quán giúp ta đối trị sân hận. Vô thường quán là quán chiếu quá trình sinh diệt của dạng pháp. Phép quán này có công năng diệt si mê. Tỳ thức quán là quán chiếu theo dõi hơi thở, nuôi dưỡng chánh niệm. Phép quán này có công năng trị loạn tâm. Bố thí độ tham lam. Có 6 phương pháp để mà mình khắc lợi với những cái tánh xấu của mình. Bố thí để mà độ được tham lam, trì giới độ quỷ phạm,
nhẫn nhục độ giận dữ, tinh tấn độ giải đãi, thiền định độ tán loạn, trí tuệ độ ngu si. Hồi nãy có nói rồi, cái này nói lại trong cái câu này nữa. Thường bây giờ những nhà khảo cổ học á, người ta cũng nhìn thấy những cái tượng Phật mà khắc ở bên Ấn Độ trong cái núi đá đó, hàng tỷ tỷ năm, thì người ta có không có cái gì mà để chứng minh tại nó quá lâu. Thật sự đạo Phật là một cái công thức đã có mặt trên quả địa cầu này á, rất là nhiều nhiều trăm triệu năm về trước, mà cả những người UFO á, họ cũng cũng là đạo Phật, họ cũng thờ Phật, họ có Phật riêng của họ nữa, người hành tinh á. Thì chỉ nói những cái này giống như cái mối chốt để cho những đứa con họ thiên nắm cái ý, rồi từ đó lần mò theo. Chứ thì cũng không có phải thầy mà cũng không có dám giảng mấy cái này trên này tùm lum la, nó nằm trong Tam Đại Tạng Kinh, nhưng mà có những thầy giỏi mới nên nghe mấy cái bài pháp của mấy thầy. Ở quả địa cầu mình đã có tổng cộng là đã qua 7 vị Phật. Vị thứ nhất Tỳ Bà Thi Phật, vị thứ hai là Thi Khí Phật, vị thứ ba là Tỳ Xá Phù Phật, vị thứ tư là Cu Lu Tôn Phật, vị thứ năm là Câu Na Hàm Mâu Ni Phật, vị thứ sáu là Ca Diếp Phật, vị thứ bảy là Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì sắp sửa sẽ có một vị kế tiếp, đó là Phật Di Lạc. Lần vị thứ tám là Di Lạc Tôn Phật. Thì mỗi một vị Phật tùy theo cái hoàn cảnh, tùy theo cái giai đoạn. Có những vị Phật mấy chục nghìn năm, có những vị Phật cả trăm nghìn năm. Thì Phật Thích Ca hôm nay được 2650 mấy năm hả, khoảng đó. Thì mình sắp sửa có một vị Phật mới nữa, đó là tổng cộng 8 vị Phật xuất hiện ở thế gian này. Nhân loại phải trải qua 1000 vị Phật, mình mới có 7 vị. Chúng sanh ở dục giới là 12 loại: địa ngục, 1 địa ngục, 2 súc sanh, 3 ngạ quỷ, 4 nhân là người, 5 là Atula, người nửa thú, 6 là tứ thiên vương, 7 là đao lợi thiên, 8 là dạ ma thiên, 9 là đau xúc thiên, 10 là quá tự tại thiên, 10 là quá tự tại thiên, 11 là tha quá tự tại thiên, 12 là thiên ma. Thiên ma ba tầng đó là ở cõi dục giới. Tam giới lục đạo là dục giới, gồm có dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Dục giới là hồi nãy mình nói rồi. Sáu cõi chư thiên có thứ nhất là sáu cõi là chư thiên, thứ hai là loài người, thứ ba là Atula, thứ tư là loài ngạ quỷ, thứ năm là loài thú, thứ sáu là loài địa ở dưới địa ngục. Phật học có ba giới sáu đường. Trong đạo Phật chúng ta thường nghe câu ba giới sáu đường luân hồi, tam giới lục đạo luân hồi. Đây là một cách diễn tả quan niệm về các hình thái hiện sinh của một loài luân hồi trong cõi ta bà samsara sabba. Ba giới là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Sáu đường luân hồi là sáu loài chúng sanh. Thứ nhất, dục giới. Chúng sanh trong cõi này chưa đoạn được cái dục, gồm sáu cõi. Một, sáu cõi thiên gồm sáu bậc nữa khác nhau, thường gọi là lục dục thiên, được diễn đạt bằng các từ dịch từ tiếng Phạm sang tiếng Hán. Tứ thiên vương, tam thập tam thiên là cõi trời đau lợi thiên, tu diệm ma thiên là đau xuất đà thiên, lạc hóa thiên, lạc biến hóa thiên, tha hóa tự tại thiên, đó là trong cõi thiên. Cõi Atula gồm có bốn giống: từ trứng sinh ra thuộc loài quỷ, từ thai sinh ra thuộc loài người, đã lên trời nhưng kém đức, kém phải sa đọa xuống trái đất; từ biến hóa sinh ra thuộc loài trời,
Từ thấp khí sinh ra thuộc loài súc sanh. Cõi nhân là cõi người. Số 3, cõi nhân là người thứ tư, cõi súc vật. Thứ 5, cõi ngạ quỷ. Thứ 6, cõi địa ngục. Theo kinh Lăng Nghiêm mô tả khác khái quát, có nặng nhất có địa ngục A Tỳ Tát địa ngục, vô gián địa ngục, hữu gián tập bá địa ngục, 10 thập tam thập lục địa, 36 địa ngục nhất, Bách Linh Bát địa ngục, 108 ngục. Còn kinh Địa Tạng mô tả chi tiết hơn nữa các hình phạt của các địa ngục khác nhau, khiến ai nghiên cứu đều cảm mà khoái cho thân phận của chúng sanh hữu tình. Số 2, sắc giới. Các chúng sanh tu thiền mới đạt cảnh giới này, chúng sanh trong cõi này do quá sinh mà thành tựu, vẫn còn mang hình dạng thân người, cấu kết được mật tông miêu tả bằng tứ đại di tế, bốn chủng tự đất nước gió lửa vi tế, gồm bốn bậc chia 18 cõi khác nhau như sau. A. Sơ thiền ly sinh hỷ lạc địa, có các cõi phạm chúng thiên, phạm thụ thiên, đại phạm thiên. B. Nhị thiền định sinh hỷ lạc địa, thiểu quang thiên, vô lượng quang thiên, quang âm thiên. C. Tam thiền ly hỷ diệu lạc địa, thiểu tịnh thiên, vô lượng tịnh thiên, biến tịnh thiên. D. Tứ thiền xả niệm thanh tịnh địa, phúc sinh thiên, phúc ái thiên, quảng quả thiên, vô tưởng thiên. Ngang cõi tứ thiền có năm cõi gọi là tịnh cư thiên hay bất hoàng thiên, là ở chỗ là chỗ ở của các chúng sinh tu luyện đạt quả vị thánh. Bậc nhị thừa gọi là Anaham, bất lai không quay lại, nghĩa là không sinh tử luân hồi nữa, gồm có A. Vô thiền thiên, B. Vô nhiệt thiên, C. Thiện kiến thiên, D. Thiện hiện thiên, Y. Sắc cứu kính thiên. Số 3. Vô sắc giới. Từ cõi trời cao nhất của sắc giới, chúng sanh có hai đường trẻ. Các chúng sinh phát sinh trí tuệ sáng suốt, viên thông ra khỏi cõi trần đắc A-la-hán, vào Bồ-Tát thường gọi là hồi tâm đại A-la-hán hoặc bất hồi tâm mà độn A-la-hán. Còn lại bốn cõi các chúng sanh chưa thoát sinh tử luân hồi, gồm có không vô biên, số 1 không vô biên xứ, số 2 thức vô biên xứ, thứ 3 vô sở hữu xứ, thứ 4 phi tưởng phi phi tưởng xứ. Ngoài ra theo kinh Lăng Nghiêm còn liệt kê 10 dạng tiên, 72 động, 36 đảo, gồm có số 1 địa hành tiên, thứ 2 phi hành tiên, thứ 3 du hành tiên, thứ 4 không hành tiên, thứ 5 thiên hành tiên, thứ 6 thông hành tiên, thứ 7 đạo hành tiên, thứ 8 chiếu hành tiên, thứ 9 tinh hành tiên, thứ 10 tuyệt hành tiên. Nói về giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, Phật A Di Đà là có thật nha quý vị, nhưng mà kinh Phật là tất cả đều đúng, chỉ có thời nay các chư thầy làm sai. Chứ giảng sanh là có thật, có người có giảng sanh, nhưng mà đời này không có mấy ai được giảng sanh, đó là do mình chạy theo tiền tài vật chất gây quỷ nhiều quá. Nói về giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, tóm lại chính phẩm hoa sen gồm có 3 cấp. Thường thì mình đọc kinh nhất cõi lúc cuối cùng của đoạn kinh đọc là tụng kinh công đức thù thắng hạnh, vô biên thắng phước, giai hồi hướng phổ nguyện pháp giới, chư chúng sanh tóc giảng vô lượng quang Phật sát, nguyện
tiêu tam chướng trừ phiền não, nguyện đắc chí huệ chân minh liễu, phổ nguyện tội chướng bất tiêu trừ, thế thế thường hành Bồ Tát đạo, nguyện sanh Tây phương tịnh độ chung, cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu, hoa thai kiến Phật, ngộ vô sanh bất thối Bồ Tát di bằng lự, nguyện dị thử công đức phổ cập ơn như thiết, ngã đẳng giữ chúng sanh giai cộng thành Phật đạo. Thì ai mà Phật tử tu tập đó, đều phải thuộc mấy cái này là căn bản. Thì trong đó đó thì nó như thế này: trên thượng, giữa, trung, dưới, hạ. Mỗi cấp lại chia làm ba bậc: cao, thượng, vừa, trung, thấp, hạ như sau. Số 1, bậc cao của cấp trên: thượng phẩm, thượng sinh, thượng thượng phẩm. Đây là bậc cao nhất trong chín phẩm hoa sen để được giảng sanh về bậc này. Hành giả tu pháp môn tịnh độ trước tiên phải phát khởi ba tâm. Số 1, tâm trí thành. Số 2, tâm tinh sâu. Thứ 3, tâm hồi hướng phát nguyện. Thứ đến phải tu tập tịnh nghiệp. Thứ 1, giữ lòng từ bi không sát sanh. Hành trì trọn vẹn giới luật đã thọ. Số 2, đọc tụng kinh điển đại thừa. Số 3, tu hành sáu niệm. Khi xem lại mục, hành giả tinh tấn cũng dũng mãnh, đến giờ phút lâm chung, Đức Bồ Tát Quán Thế Âm bưng đài sen, bưng đài kim cang cùng các Đức Bồ Tát Đại Thế Chí đến trước hành giả Đức Phật A Di Đà, phóng sáng lớn chiếu đến thân thể hành giả, và hành giả liền được Đức Phật cùng với hai vị Bồ Tát đưa tay tiếp dẫn. Cái đó là xưa chỉ ngày Hư Vân, ngày Tiên Hóa mấy vị lớn, còn mấy vị nhỏ nhỏ sau này em mình không biết nha, nhưng mà những người ẩn tu cũng còn nhiều lắm. Số 2, bậc vừa của cấp trên: thượng phẩm, trung sinh, thượng trung phẩm. Dưới bậc thượng thượng phẩm là bậc thượng trung phẩm, để được giảng sanh về bậc này, hành giả cũng phát khởi ba tâm như trên, tuy không thọ trì tụng và tu hành theo pháp giáo pháp đại thừa, nhưng hiểu rõ đại nhất nghĩa đế, tin sâu lý nhân quả, thì đến giờ phúc lâm chung, Đức Phật A Di Đà, hai Đức Bồ Tát Quán Thế Âm và Đại Thế Chí cùng vô lượng đại trí bưng đài bằng vàng y đến trước hành giả đưa tay tiếp dẫn. Thứ ba, bậc thấp của cấp trên: thượng phẩm, hạ sinh. Thượng phẩm dưới bậc thượng trung phẩm là bậc thượng hạ phẩm, để được giảng sanh về bậc này, tuy hành giả không thể thọ trì đọc tụng và hiểu rõ nghĩa lý của giáo pháp đại thừa, nhưng tin sâu lý nhân quả, thì đến giờ phúc lâm chung, Đức Phật A Di Đà cùng hai Đức Bồ Tát Quán Thế Âm và Đại Thế Chí và các chư thánh cùng cầm hoa sen vàng hóa hiện ra 500 vị hóa Phật đến trước hành giả đưa tay tiếp dẫn. Thứ tư, bậc cao của cấp giữa: trung phẩm, thượng sinh, trung thượng phẩm. Đây là bậc cao nhất của cấp giữa, tiếp dưới bậc thượng phẩm hạ sinh, để được giảng sanh về bậc này, hành giả hành trì trọn vẹn năm giới, thường tu tám trai giới, không tạo tội ngũ nghịch, không làm lỗi, đến giờ phút lâm chung, Đức Phật A Di Đà cùng chư thánh chúng phóng luồng ánh sáng sắc vàng kim chiếu đến hành giả. Hành giả trông thấy như thế, tâm sinh vui mừng, tức thì thấy thân mình ngồi trên tòa sen, đài sen. Thứ năm, bậc vừa của cấp giữa: trung phẩm, trung sinh, trung trung phẩm. Tiếp dưới bậc trung thượng phẩm là bậc trung trung phẩm, để được giảng sanh về bậc này, hành giả tu tám trai giới, chọn một ngày một đêm, hoặc hành trì chọn vẹn giới sa di hay giới cụ túc, trong một ngày
Một đêm oai nghi tời tỉnh không thiếu sót, đến giờ phút lâm chung, hành giả thấy được Đức Phật A Di Đà cùng chư thánh chúng phóng luồng ánh sáng sắc vàng kim, bưng đài sen bảy báo đến tiếp dẫn. Thứ sáu, bậc thấp của giữa chung phần hạ sinh, chung hạ phẩm người thiện nam hay tín nữ nào trong đời sống hàng ngày hết lòng hiếu dưỡng cha mẹ, làm các việc nhân nghĩa giúp ích cho đời, rồi đến giờ phút lâm chung lại có duyên gặp được thiện trí thức nói cho nghe về cõi nước an vui của Đức Phật A Di Đà cùng 48 lời nguyện của tỳ kheo Pháp Tạng. Người ấy chí thành tin tưởng muốn giảng sanh thì liền được giảng sanh về bậc chung hạ phẩm này. Thứ bậy, bậc cao của cấp dưới hạ phẩm thượng sinh, hạ thượng phẩm, người làm nhiều nghiệp ác, phỉ báng kinh điển đại thừa không bao giờ biết hổ thẹn, nhưng đến giờ phút lâm chung nếu có cơ duyên gặp được thiện tri thức nói cho nghe 12 bộ kinh đại thừa và được dạy cho cách chắp tay xưng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, người ấy nghe kinh và xưng niệm danh hiệu Phật rồi liền dứt trừ được tội chướng trong trăm nghìn kiếp. Lúc bấy giờ hóa thân của Đức Phật A Di Đà cùng hóa thân của hai Đức Bồ Tát Quán Tham Đại Thế Chí đến tiếp dẫn, người ấy liền được giảng sanh về hoa sen bậc này. Bậc thứ tám, bậc vừa của cấp dưới hạ phẩm chung sinh, hạ trung phẩm, người quỷ phạm năm giới, tám giới cùng cụ túc giới ăn cắp vật dụng và của tăng chúng, nói pháp bất tịnh mà tâm không biết hổ thẹn, đến đến giờ phút lâm chung lửa ở cửa địa ngục liền ập đến bức áp. Nhưng ngay lúc đó nếu có cơ duyên gặp được thiện trí thức tán thán uy đức của Đức Phật A Di Đà, người ấy liền dứt trừ được tội chướng sinh tử trong 80 ức kiếp lửa địa ngục, trở thành hơi mát mẻ thổi cát qua trời, cho trong những qua đó đều có hóa thân Phật và chư vị Bồ Tát đồng đến tiếp dẫn, liền được giảng sanh về hoa sen bậc này. Bậc thứ chín là bậc thấp nhất dưới hạ phẩm hạ sanh, hạ phẩm, đây là bậc thấp nhất trong chính phẩm hoa sen, người tạo tội ngũ nghịch thập ác, không điều ác gì mà không làm, nhưng đến giờ phút lâm chung nếu có cơ duyên gặp được thiện tri thức xót thương an ủi nói cho nghe Phật pháp nhiệm màu dạy cho phép niệm Phật, người ấy liền vui vẻ đem tâm trí thành cố gắng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật liên tiếp 10 lần, thì cứ mỗi niệm dứt trừ một tội chướng sinh tử trong 80 ức kiếp, liền thấy các hoa sen hoàng vàng lớn như mặt trời ngay ở trước mặt, và người ấy được giảng sanh về hoa sen bậc hạ phẩm ở các nước cực lạc. Hiện giờ mình ở cái thời đại này gọi là thời đại ngũ trược ác thế, cho nên mình thấy cái gì nó cũng đi ngược lại với những cái gọi là bất như ý hết. Thì ngũ trược ác thế hay chọc là nhơ bẩn, năm cái nhơ bẩn: thứ nhất kiếp trược, thứ hai kiến trược, thứ ba phiền não trược, thứ tư chúng sanh trược, thứ năm mạng trược. Đây giải thích cái tiếp. Ác thế ngũ trược, thời đại dẫn dục kiếp trược là thời đại suy đồi mục rỗng. Trong thời đại này mọi thứ suy đồi, tai nạn, chiến tranh, nghèo đói, bệnh tật, nói chung là không còn an ninh thân thể nữa. Ô trược phát sinh tràn ngập thế gian cũng có thể hiểu là thời kỳ quá ngắn ngủi, đầy dẫy vô thường, không an bình. Đó là ngay lúc này đó là thời đại kiếp trược, mình sanh vào cái kiếp này
Tâm lý dẫn dục, phiền não trược. Vì sự suy đồi của thời đại, quân tập vào chúng sanh nên gọi là phiền não. Vô minh hiện hành, những hiện tượng tiêu cực xã hội tràn ngập, hận thù tham lam, hám danh kiêu mạn, luân thường đạo lý đảo lộn và mục rỗng. Nói chung về mặt tâm lý tinh thần và tình cảm bị phiền não khổ đau, không hạnh phúc an lạc. Phiền não trược. Kiến thức dẫn dục gọi là kiến trược. Kiến trược vì thế nên những nhận thức của chúng sanh là có nhận thức sai lầm điên đảo, mục rỗng, mà giáo lý gọi là tà kiến phát sinh, chúng sanh chống trái nhau đi đến chiến tranh, chia rẽ, nghi kỵ, hận thù, tà kiến chỉ cho thân kiến không còn giá trị đạo đức cá nhân, biên kiến ngoài ra, ngoài ta là kẻ thù, địch, thủ. Tà kiến là chủ thuyết điên cuồng, mê tín dị đoan, luật pháp điên đảo. Kiến thủ là phong tục tập quán đồi bại mục rỗng. Và giới cấm thủ là mê tín cuồng tín, nói chung là nhận thức kiến sai lệch. Bởi vì đạo Thiên Tâm cha mẹ dạy mình là có bi, Phật tử là có bi nhưng thiếu trí thiếu dũng, thì Thiên Tâm phải khác hơn chút, bi trí dũng thì mình mới thành Phật được, không thành quỷ hết á. Con người dẫn đục, chúng sanh trược. Do phiền não trược và kiến trược nên chúng sanh trở nên mâu thuẫn nhau, chúng sanh trở thành chó sói của nhau, gia đình xã hội rắm rối rối rắm. Con người bất hiếu, bất trung, bất tín, bất nghĩa, vô lễ, vô giáo dục. Con người trở nên cô đơn và đầy lòng sân hận. Có người hành động mù quáng vô minh, tạo ác nghiệp. Có người sống theo bản năng sinh vật, theo các bất thiện căn, lòng người ly tán, mạng sống dẫn đục, mạng trược. Do những thứ trên, đời sống chúng sanh tất nhiên vô nghĩa. Do con người bị vong thân, không tự tại với chính mình, nên là mạng trược, chạy đua theo đời sống khổ đau. Vì đời sống lo âu trong cuộc sống cho nên có cuộc sống mục rỗng, không cần biết ngày mai, không ích lợi gì chính bản thân cũng như cộng đồng. Con người chìm đắm trong sinh tử, tử luân hồi, giữ tâm linh hồn thì là bất tử, linh hồn là bất tử. Linh hồn bất tử thức nghiệp, nghĩa là cái biết sẽ làm cho con người thăng tiến hay thụt lùi. Tâm thiện thì về thiên đàng, tâm khởi vọng chấp sân si thì nhập cảnh địa ngục, tâm khởi vọng chấp trung nghĩa thì sẽ về thần hoặc thánh, tâm khởi yếu chỉ hiền thì nhập cảnh người, tâm khởi vọng chấp tham lam ích kỷ thì trực chỉ cảnh địa ngục, ngạ quỷ đối khác, súc sanh. Tâm khởi niệm sân hận thì sẽ nhập vào cảnh giới đọa lạc địa ngục súc sanh. Hai cái cuối đều là địa ngục hết. Tâm khởi vọng tham lam ích kỷ thì trực cảnh ngạ quỷ đói đói khát. Ngạ quỷ là như cái bụng bự vậy nè, cái cổ có bằng ngón tay nè, đồ ăn vô không có được. Tứ trọng ăn đất nước gió lửa. Lời Đức Phật dạy lúc La Hầu La 17 tuổi rằng: Này La Hầu La, con đã học cách hành xử của đất, dù người ta có đổ hay rải lên đất những thứ tinh sạch và thơm tho như hoa hương, nước ngọt, sữa thơm, vân vân, hoặc những thứ hôi hám và dơ giấy như máu, mủ, nước tiểu, phân rác, vân vân, thì đất cũng tiếp nhận những thứ ấy một cách rất thản nhiên, không vướng mắc, tự hào và cũng không oán hờn, tủi nhục. Tại sao? Tại vì đất là địa đại.
Tại vì đất là địa đài có dung tích rộng lớn, có khả năng tiếp nhận và chuyển hóa. Nếu tâm con rộng lớn, vô lượng như đất, thì con cũng có thể tiếp nhận và chuyển hóa tất cả mọi bất công, oan ức và những thứ ấy không thể làm cho con buồn tủi và khổ đau. Này La Hầu La, con hãy học cách hành xử của nước. Dù người ta có đổ xuống nước những chất thơm tho đẹp đẽ hoặc giặt rửa trong những thứ dơ bẩn, hôi hám, thì cũng không vì thế mà nước bị vướng mắc tự hào hoặc cảm thấy oán hờn và tủi nhục. Tại sao? Tại vì nước là thủy đại, có dung tích rộng lớn, có khả năng lưu chuyển để có thể tiếp nhận và chuyển hóa tất cả những gì đã tiếp nhận. Nếu tâm con rộng lớn bao la, vô lượng như nước, thì con cũng có thể tiếp nhận và chuyển hóa tất cả mọi bất công, oan ức, và những thứ ấy sẽ không thể làm cho con đau khổ buồn tủi. Này La Hầu La, con hãy học cách hành xử của lửa. Lửa có thể tiếp nhận và đốt cháy mọi thứ, dù là những cái xấu dơ bẩn. Lửa cũng không vì thế mà cảm thấy tủi nhục, buồn khổ, chán chường. Tại sao? Tại vì lửa là hỏa đại, có dung tích rộng lớn, có khả năng thiêu đốt và chuyển hóa tất cả những gì người ta đem tới. Nếu tâm con không kỳ thị, không vướng mắc, con cũng có thể tiếp nhận và chuyển hóa tất cả mọi bất công, oan ức, và những thứ ấy sẽ không thể nào làm xáo trộn được hạnh phúc và bình an trong con. Này La Hầu La, con hãy học cách làm xử của gió. Gió có thể tiếp nhận, thổi đi và chuyển hóa mọi mùi hương, dù thơm dù thúi, mà không bị vướng mắc tự hào, buồn khổ hay tủi nhục. Tại sao? Tại vì gió là phong đại, có dung tích rộng lớn, có khả năng di động phi thường. Nếu tâm con có khả năng chuyển hóa và di động, thì con cũng có thể tiếp nhận chuyển hóa tất cả mọi bất công và oan ức mà kẻ khác trút lên con, và những người ấy không thể nào làm xáo trộn được sự bình an và hạnh phúc trong con. Những ảnh dụ của đất nước gió lửa được Đức Phật gợi lên thật mạnh mẽ. Tâm không phân biệt, tâm không kỳ thị, tâm không vướng mắc, tâm rộng lớn, tâm tiếp nhận và chuyển hóa được mọi thứ một cách tự nhiên. Chắc chắn mình chưa hành xử được tâm như đất nước gió lửa, nhưng không phải là không thể. Mình thường đổ thừa cho tất cả tại đủ thứ, chứ không phải tại mình siêng năng góp nhặt những thứ phiền não, chẳng chịu buông bỏ, chẳng muốn ngừng dứt, chẳng chịu chuyển hóa, để rồi bị xà mau hoài, để rồi bị xà mau hoài, chẳng chịu chuyển hóa. Tâm kẻ phàm phu không biết tu lại có đặc tính cố chấp. Thường thường là tâm của mấy người vậy, phàm phu không biết tu, đặc tính cố chấp, nắm dư lượng duyên chữa kỳ hoài, lúc nào cũng nhớ tổn thương đau khổ, lúc nào cũng so sánh quá khứ với hiện tại và luôn khép chặt vào cái khổ. Đó là tâm kẻ phàm phu. Đây, đọc lại câu này nha. Tâm kẻ phàm phu không biết tu lại có đặc tính cố chấp, lúc nào cũng nhớ tổn thương đau khổ, lúc nào cũng so sánh quá khứ với hiện tại và luôn khép chặt vào cái khổ. Cũng hơi mệt vì mình là mang sắc phàm, mang sắc người, thì cũng bệnh, con trời cũng bệnh, xuống đây xin lãnh cô nhiều quá. Bữa nay cũng bị Covid 7 ngày,
cũng nằm cũng thấm thía cuộc đời cho nên mới suy nghĩ ra được mớ này, cũng như nhập thất luôn vậy đó, rồi mới chia sẻ với quý vị chứ không có dám làm gì, chỉ đọc lại thôi thì không có bị sai, mấy thầy cũng không có bắt lỗi, không có phải giảng gì. Ở này những cái căn bản, những Phật tử, những người mà tu á, biết quay đầu á, cũng phải cần phải nắm nắm những cái mối chốt này để mình lên Google hay là mình nghe những cái bài pháp của những vị thầy chân chính để mình hiểu thêm, chứ không phải đạo thiên tâm quay về hướng đông bắc rồi lại sinh là thiên này thiên kia rồi không học gì hết. Phải học nó mới giúp cho mình thành công trong cái đường đời, việc lúc nào cũng phải học hết trơn đó. Nên trong 7 ngày nay học được mớt nè, ôn lại nè. Vì có người có xác nên trước hết phải làm ăn, thứ nhất. Vì có người có xác phàm nên trước hết phải làm ăn, thứ hai. Vì có người có linh hồn nên phải làm người, trừ khi những cái người mà gọi là bất trị rồi đó, bác sĩ chạy đó, thì là không tin mình có linh hồn thôi, chứ con người là gì, con người là có linh hồn. Đọc lại nha, vì có người có xác nên trước hết thì phải biết làm ăn, vì con người có linh hồn nên mình làm người để mà mình được thăng tiến, mình học hỏi hàng mỗi kiếp người để mà thăng tiến. Thứ ba, sau hết vì con người có thần thức nên phải tu, phải làm thần làm thánh. Đó là sự tiến hóa căn bản của mình, chứ không phải mỗi ngày mình thức dậy mình đi làm về lo tiền lo bạc rồi lo sân si, không phải. Mình phải lo tiến lên để mà làm thần làm thánh làm Phật. Đó, bà đó. Thì có bài thơ như vậy nè: học là học để làm trời, có đâu mãi mãi làm người thế gian. Câu này cũng hay, học là học để làm trời, có đâu mãi mãi làm người thế gian. Hồi xưa bên Ấn Độ là nó có ba lý do tại sao Phật giáo bên Ấn Độ bị suy đồi, là thứ nhất là tăng ni không làm đúng lời Phật dạy, thứ hai là ngoại đạo đánh phá, thứ ba là theo triết lý không theo tín ngưỡng. Nghĩa là mình phải có lòng tin, chứ còn mà cái gì mình cũng bất tin hết trơn á, đó mình có tin mình mới có mới thành Phật được. Bởi vì những gì chuyện nói lâu nay đó, phước ai không thấy mà tin đó, thì là người đó được có lợi lạc. À, còn kiệt sinh kiệt bị cả mang sắc phàm này, bảy ông hầu an con trời cũng phải bị Covid để cùng cái khổ quý vị. Trong 7 ngày qua kiệt sẽ suy ngẫm lại hết những cái lời Phật dạy này nè, những cái này kiệt học đã mười mấy năm rồi nhưng mà hôm nay kiệt ôm lại. Thì cũng như mọi người thôi, còn bình thường kiệt khuyên mọi người đọc Chú Đại Bi, thì đó là cũng cũng một phần để mà giảm cái nghiệp của mình. Cái con Covid đó, nó thuộc dạng cái thân người nó chút béo à, mà nó đó, nó cũng như đứa con nít tiểu đồng vậy đó. Bữa nó còn cười cười với mình nữa chứ, nó để anh em mùi để cho biết, để cho vui chọc tôi nữa. Thì nó không phải là mà là để mà xả nghiệp thôi. Có người qua cái này rồi, bao nhiêu người mà dính Covid kỳ này á, có những người sẽ thăng tiến hơn, trầm tư hơn. Ở ngoài kia Kiệt làm cái clip này, Kiệt biết ngoài kia có những người giống như Kiệt đang bị cách ly trong cái phòng nhỏ, bực bội rồi không được đi đâu, rồi ăn uống, rồi đầu óc thì cứ lừng khừng, đang nghẹt mũi đó nè, nhức đầu đó nè. Đó, thì nghe mấy lời này biết đâu sau khi hết Covid nó thay đổi cái đời sống, đó là việc mong như vậy. Chứ chứ còn mình không có né được, nhưng mà sắp qua qua kỳ này rồi thì sẽ đến thời Thái Lai. Thái Lai là sau này nhân loại không còn khổ với con Covid nữa, nó sẽ đi, nó sẽ ra đi, nhưng mà phải có một chút thời gian rồi nước Việt sau này á, Phật sẽ xuất hiện ở nước Việt nữa. Thứ ba là
là đạo Phật mà ở bên Ấn Độ á, bị mất á, là theo triết lý không theo tín ngưỡng. Tín ngưỡng là lòng tin tuyệt đối của mọi Phật tử, và lòng tin không hẳn là cần đích thân mình phải trải qua chứng nghiệm. Nên nhớ hãy đọc lại nha. Đạo Phật bị suy đồi bên Ấn Độ á, là cái này quan trọng nè. Theo triết lý không theo tín ngưỡng, nghĩa là theo thầy không á, xin lỗi, không theo tín ngưỡng, nghĩa là mình có ai thấy Phật đâu mình phải tin. Bởi vì Kiệt nói những người nào có tin Kiệt á thì là Kiệt mừng, còn người nào không tin làm ơn đừng có chửi Kiệt là Kiệt cũng mừng nữa. Từ từ cũng sẽ tin. Tín ngưỡng là lòng tin tuyệt đối của mọi Phật tử, mọi người có lòng tin không hẳn là cần đích thân mình phải trải qua chứng nghiệm. Nó tức là không cần mình ra chứng nghiệm, tức là mình uống nước này, chuyện nói nước này đang ấm ấm, quý vị thấy nước là biết nước ấm rồi, thế rồi quý vị trên online sao mà ủa biết được nó nóng hay nó lạnh đúng không, thì nó vậy đó. Còn nếu như không chứng nghiệm được mà không tin thì coi như đã mất hết đó. Thì đọc lại câu này rất là quan trọng, gán nhớ nè. Tín ngưỡng là lòng tin tuyệt đối khi học Phật để mà đi về trời. Còn có lòng tin không hẳn là cần đích thân mình phải trải qua chứng nghiệm. Còn nếu như không chứng nghiệm được mà không tin thì coi như mất hết. Nghĩa là mà nói là cái bản ngã của tôi á, lên tôi không thấy, tôi không tin, tôi không thấy ma, tôi không có sợ ma vậy đó. Tôi không bị Covid, tôi không có cả biết nó như thế nào, mất mùi cái gì, bữa kiệt ngửi toàn là mùi ga không à, rồi ăn uống cũng không có mùi gì, tới bữa nay cái lưỡi nó cũng lặt nhách nè đó. Thì kiệt trải nghiệm qua thì kiệt biết thì cái Covid như thế nào. Thì học Phật cũng vậy đó, quý vị nên có lòng tin. Ngày xưa đó Lục Tổ Hoài Năng, ngài là dốt, Lục Tổ Hoài Năng là người dốt, chỉ có cái chánh kiến với cái tâm thành thật và tâm thành thôi mà thành Phật đó. Ngày xưa Lục Tổ Hoài Năng là người dốt không biết chữ mà thành Phật. Khi ấy ngài, ngoài ngài Ngũ Tổ ra chỉ có ngài Huệ Năng lúc đó còn là một cư sĩ làm công việc giả gạo. Đó là Lục Tổ là giả gạo trong chùa, ở nhà bếp sau chùa, tức là đâu có được học đâu, chỉ là giả gạo nhà bếp chùa. Mà hiểu ra bài kệ ấy chưa thấy bổn tánh lành thai, chính bài kệ ấy lại là xúc tác cho Huệ Năng ứng khẩu đọc bài kệ kiến tánh. Nhờ quan biệt giá trương nhật dụng viết dùm lên tường như sau: thân như cội bồ đề, tâm như đài gương sáng, hằng hằng lao phủi sạch, chớ để vướng trần ai. Nghĩa là có nhiều người ta nói thân tôi là tu giỏi lắm rồi, tôi tu cả đời đó là như là gốc cội bồ đề đúng không, cái tâm tôi lúc nào cũng trong sạch á, ngày nào tôi cũng phải lau chùi để cho nó sạch. Nghĩa là có những người nghĩ như vậy là thấp rồi đó, tuyệt chiêu rồi đó. Rồi cái là Lục Tổ mới nghe mới trả lời là: thân như cội bồ đề, tâm như đài gương sáng, bồ đề có chi cội, gương sáng có chi đài, xưa nay không một vật có gì vướng trần ai. Có nghĩa là cái tâm mình nó đã tốt rồi, mình đâu cần phải lao làm gì đâu, bụi nó có dính lên cũng rớt xuống nữa. Còn mình phải có lập trường vững chắc, ai nói xiên nói ngã nói gì mình cũng vững cái lòng một đứt mình đi, tự đốt đuốc mà đi, tự có chánh kiến. Đó là Lục Tổ dạy mình vậy đó. Đây là câu của Lục Tổ nào quý vị gắn nhớ nha, tất cả đệ tử của Thiền Tâm nó gắn thuộc lòng câu này để mà mình làm giống như một cái pháp môn á, một cái khẩu quyết của mình á, khi mình đụng với đời á mình đem ra mình sử dụng. Thân như cội bồ đề, tâm như đài gương sáng, bồ đề có chi cội, gương sáng có chi đài, xưa nay không một vật có gì vướng trần ai. Rồi câu đói là thân thiệt
Bồ Đề Thọ, lòng như Minh Cảnh Đài, hằng hằng lao phủi sạch, chớ để vướng trần ai. Thì đấy câu đáp: Bồ Đề bổn vô thọ, Minh Cảnh diệt phi đài, bổn lai vô nhất vật, hà xứ nhé trần ai. Ngày xưa thời của Đức Phật có một người tên là Châu Lợi Bàn Đà, Bàn Đà độn độn trí, độn trí nghĩa là không có thông minh á, là Châu Lợi Bàn Đà độn trí nhưng lại thành Phật. Còn Bồ Đề Đạt Ba nó rất thông minh, anh em chú cũng bác với Phật, vậy mà chống đối phá Phật, người kéo 500-600 tăng ni phản Phật, cuối cùng bị đọa địa ngục. Ở cái chỗ này á, là mình phải nhớ cái người khôn quá đó, khôn mới thành ngu á, còn người á, ngu chưa chắc là ngu đâu, là khôn á. Cho nên phước ai không thấy mà tin, bên Công giáo cũng có câu đó mà. Nhưng mà dầu cho Phật là một đại toàn giác, nhưng có ba điều ngày xưa Phật không thể làm được. Điều thứ nhất đó là gọi là tam bất năng. Phật dầu cho Phật có siêu cái là Phật cũng không làm được. Thứ nhất là không thể đếm hết số lượng chúng sanh trong cái vũ trụ này, nó cũng như con mọt là trong gạo vậy đó. À, có một người hỏi Phật, Phật trả lời vậy. Thứ hai là không thể chuyển định nghiệp của chúng sanh, tức nghĩa là kiệt giàu cho có làm gì, kiệt bị cái nghiệp, bị Covid hôm nay, trải nghiệm hôm nay, mấy vị cũng không có, cũng giúp được phần nào, nhưng mà mình cũng phải trả cái nghiệp đó. Cái nghĩa là mình không có xin được cái nghiệp cho người khác, mình chỉ khấn thôi. Cho nên ngày xưa mà lúc mà cả gia đình của Phật bị giết 700-800 người á, Phật cũng không có cứu được. Chứ huống thời nay á, là mình á, là ở cái thời đại này mình phải tự tu tự chứng, tự có chánh kiến, tự đúc đuốc mà đi, đó là rồi tự khấn, mình không có theo thầy, thầy nào mình cũng theo hết nhưng mình không theo ông nào hết. Ông nào nói 10 câu mà ông có 1 câu giỏi mình cũng học, 9 câu kia không hay mình không học. Đó là vậy đó. Trên đời có ba cái biết. Cái biết thứ nhất là nhờ học, hỏi sách vở là kiến thức, học học thức là giống như bác sĩ, tiến sĩ, PhD rồi vậy đó. Cái thứ hai là tư huệ, cái biết thứ hai là tư huệ là nhờ suy nghĩ, tìm hiểu sau khi học hỏi kinh sách. Thứ ba, cái biết thứ ba là tu huệ, nhận ra cái biết là Phật tánh. Cái biết này mới vượt khỏi tam giới. Cái thứ ba là quan trọng, là mình phải tu, mình ngồi thiền, rồi mình sanh ra trí huệ. Để đọc lại ba cái biết nha. Cái biết thứ nhất là cái biết nhờ học hỏi sách vở mà kiến thức, học thức về kiếm tiền rồi đó. Cái biết thứ hai là tư huệ là nhờ suy nghĩ tìm hiểu sau khi học hỏi kinh sách, nghĩa là đọc xong còn phải tư duy, phải ngẫm nghĩ nữa thì nó mới ra chiêu mạnh hơn. Cái thứ ba là cái biết thứ ba là tu huệ, nhận ra cái biết là Phật tánh, cái biết này mới vượt khỏi tam giới. À, thì cái đó là những cái mà ngoài sách vở là cái thứ ba. Lâu nay việc lên đài 2 năm, việc nói những thiên cơ thì thật sự thì cũng không ham danh ham lợi gì hết, thương chúng sanh rồi có lệnh là phải báo động để mà kéo được ai lên thuyền Bát Nhã giờ chót thì kiệt gắng kéo, chứ thuyền đã rời bến. Thì người nào có duyên á, thì nghe kiệt thương kiệt, còn người nào không hữu duyên á, thì cũng cũng phải gắng tiếp tục nhẫn nại để độ. Dầu có chửi kiệt có làm cái gì nữa thì cũng phải xin cho những người đó được chuyển tâm, thì kiệt cũng không có thù ghét hay là giận ai hết, cả những đứa em như Lượng Nhiên ở bên Việt Nam cũng vậy, thì cũng không có giận họ. Và những anh mà ở ngoài làm công chức hay đảng viên thì có nói lời xúc phạm cũng xin lỗi các vị. Cái việc đọc
thơ thôi à, chứ thì cũng là cái tâm từ bi, cái mối hàn muốn đất nước mình phát triển, muốn Phật xuất hiện, rồi muốn dân chúng mình thoát khỏi cảnh nghèo đói, đó là tâm kiệt chỉ vậy thôi, ngoài ra không có biết chính trị, không có gì hết. Nếu lâu nay có xúc phạm gì ai, xin lỗi các vị nha. Thì những người trong 2 năm nay, có những người về kinh tế, chính trị hay là mặt xã hội, đủ tầng lớp, nghe qua những cái kênh của Kiệt thì có như vậy, có duyên thì mới biết được thiên cơ, biết thiên cơ thì mình phải biết, mình biết được cái cơ vận, khi biết cơ vận thì mình nắm thời cơ, khi mình nắm thời cơ mình tạo cơ hội và mình xây dựng cơ đồ, đó là vậy. Nếu những người mà hiểu được Kiệt mà chi cứu thì nhớ câu này Kiệt nói, có duyên thì mới biết được thiên cơ, biết thiên cơ thì mới biết cơ vận. Cơ vận là vận chuyển, trăm trở lại nè, Việt Nam thay đổi nè, nắm cơ vận, biết cơ vận thì nắm thời cơ, mà vẫn nắm được cái thời cơ, nắm thời cơ thì tạo ra cơ hội và xây dựng lại cơ đồ. Thì ý kiến nói vậy, nhưng mà những người ngoài kia làm chính trị thông minh đó, nếu mà nghe được câu này gán nghiên cứu đi, mình có thể thay đổi cực lớn của cái đời sống tương lai cho con cháu của mình. Hạ quân gian ác rất nhiều, thiên đình ngài muốn xử tiêu cho rồi. Những sấm cơ này nó đang thực hiện ngày hôm nay nè. Hạ quân gian ác rất nhiều, thiên đình ngài muốn xử tiêu cho rồi. Minh vương khôn xiết hỡi ôi, lo mưu định kế cứu rài hạ quân. Liền qua Tây vực Linh Sơn, cầu Phật giải cứu cõi trần hạ quân. Chư Phật đến trước đơn trì, tâu cùng ngọc đới chớ hờn chúng sanh, để cho Phật dạy làm lành, chừng nào chẳng đặng sẽ hành bệnh căn. Thiên đình thôi mới phán rằng, ta muốn hủy diệt hết vạn dân thời này. Dương trần hung ác lắm thay, cớ sao Bồ Tát sinh rầy làm chi? Chư Phật mới tấu một khi, chúng sanh dại lắm nhiều khi lỗi lầm. Minh vương lụy nhỏ rồng rồng, thương đời không chúa, vua lỗi lầm lắm đa, thương đời không chúa lỗi lầm lắm đa. Mới qua cầu lệnh Thích Ca, tâu cùng Ngọc Đế tha dân con nhờ. Ngọc Hoàng nghe tấu ngẩn ngơ, chư thần cùng tấu thiên cung cho tường. Minh vương cậy khắp bốn phương, dạy bảo xuống cõi trung ương tu trì. Cuối sinh Ngọc Đế xét suy, dương trần nhiều kẻ vậy thì tu thân. Ngọc Hoàng phán rõ nguồn cơn, Minh Vương vốn thiệt là vua nhân từ. Thôi thôi tha thứ trần gian, vì lòng Bồ Tát của chàng Minh Vương. Chư Phật về cõi Tây Phương, nói cho Minh Đế tỏ tường trước sau. Minh Vương kết thúc quặng đau, cậy tiên cùng Phật mau mau dạ trần. Phật tiên thôi mới thôi đổi phiên, xuống ngay trần thế giả người bần nhơn, giả điên rồi lại giả khùng. Cơ hàn rách rưới, rất nên thảm sầu. Đó là một bài thơ của Đức Thầy viết lâu rồi. Đọc cái bài kế tiếp. Xuân hạ tác cuồng thơ, sĩ điền tịnh tiểu nhân lấn lướt. Thời vận hèn dụng được thắng can, cầu cho bốn biển bằng an. Chúc câu lai thới xóm làng vĩnh miên, xưng danh hiệu nửa tiên nửa tục. Đứng chúng thần gạn đục tầm trong, dình câu thủ cụ gia phong. Gom nhành lá rụng vung trồng giống xưa, tơ lòng nhiều đoạn đẩy đưa. Mong ơn Phật Thánh phước thừa cho dân. Chúng lấy thuyết vô thần bài bác, quyết một ngày thông đạt địa thiên. Chúng sanh nghe thừa lời người truyền, cùng nhau thảo luận danh hiền.
mới thơm. Dốc chờ ngày sen đơm nhụy chỗ, khỏi bùng lầy trong tổ hiển quang. Bá nha hiệp mặt tao đàn, tử kỳ trỗi giọng khải hoàn bốn phương. Lòng chạnh cảm quê hương nghèo ngặt, các nước ngoài bán mắt hàng lên. Ơn cha nghĩa mẹ phải đền, một ngày hiệp mặt lập nền từ bi. Những mơ ước hồi quy thượng cổ, thì hết câu ái ố gièm pha. Phương Nam rạng ngọc chói lòa, lưu ly hổ phách mấy tòa đài cung. Dành cho kẻ lòng trung chánh trực, quân cùng thần náo nức vui chơi. Quân cùng thần náo nức vui tươi, liên hoa đua nở nụ cười. Rước tôi lương đóng chào người chân tu, thế gian thoát chốn ngục tù. Thần tiên hiệp mặt thì cù quá long, mắt nhìn thấy thần thông biến hóa. Đức Di Đà hiện chói hào quang, Việt Nam là giống hồng bàng, không còn hung bạo lăng loàn như nay. Dòm khắp rồng bay, dòm khắp chốn rồng mây chơi giỡn. Dân dân hai lòng hết bỡn khùng điên, thiên cơ biết ảo diệu huyền. Hiệp chung tam cõi dưới miền trần ai, bút nghiêng hạ viết bài an lạc. Dẫu cho người dốt nát cũng nghe, kìa kìa con cuốc gọi hè. Chẳng lo gieo giống đậu mè bắp khoai, thi tả cảnh bồng lai tại thế. Mãi chần chờ e trễ kỳ thi, muôn năm chờ định khắc kỳ. Ngặt ông thất thủ hạ bì khó toan, ta điên thuở tam hoàng thượng cổ. Khùng thế thời khùng độ ngoài gia, ghét dòng con nịnh độc xà. Kinh khi trung nghĩa hải hà lòng nhân, đường gai góc thiên sơn vạn hải. Dẹp cho rồi tứ bái đàn đăng, tử nha như thể cát đằng. Tùng quân giữa bóng vui bằng hưng châu. Các nơi tiên trưởng đâu đâu, lưu bọc hiệp hội đồng chầu thánh dương. Chủ kia bạo ác phải nhường, võ dương hữu đức đường đường trị dân. Thì rõ việc phong thần trở lại, thuyền đông pha lèo lái cánh chương. Con lành mau lại Phật đường, cùng thầy cộng hưởng một vườn từ bi. Chớ nóng nảy sân si hư việc, phải đợi thời vua kiệt hồi quy. Xử phân những đứa vô nghì, mới là khỏa lấp vết tì ngọc son. Khuyên gán giữ cho tròn đời đạo, đừng cho loài cày cáo lung lăng. Yêu tinh trực nuốt đường tăng, mai nhờ đại thánh phi đằng cứu nguy. Lôi âm tự đường đi chưa đến, nên giữ chừng kẻ mến người khinh. Nên giữa chừng kẻ mến người khinh. Thôi thôi ta để mặc tình, dầu ai chế nhạo phận mình toan. Nam mô A Di Đà Phật. Hòa hảo tháng 4 năm Canh Thìn năm 1940, Đức Quỳnh giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo. Đọc tiếp bài này của Sấm Chăn Chỉnh. Đất lành khởi phát Tây phương là điềm là đất lành khởi phát Tây phương, điềm rồng giới đục là tường vua sinh. Ông Trần là bậc thánh minh, lạc ra hải ngoại ẩn mình nơi nào. Phá đồng mới chịu ngôi cao, bây giờ thiên hạ rủ nhau tìm về. Cùng nhau bình trị bốn bề, nước Nam lại đổi quốc kỳ Việt Nam. Đọc lại câu là ông Trần ấy bậc thánh minh. Ông Trần là bây giờ thì mới hiểu á, là mấy vị thường nói là nước Việt mình trong những ngày tháng kế tiếp sẽ đổi lại giống như đời nhà Trần vậy đó, hội Diên Hồng vậy đó, là đời nhà Trần mà thành đất nước thanh bình vậy đó.
Ông Trần là bậc thánh minh, là chữ nhà chữ ông Trần là dí giống vậy đó, dí giống như đời nhà Trần. Thánh đây chẳng khác người phàm, chỉ vòng thánh khí thoát vòng phàm nhân. Hoàng bào áo vải che thân, nửa tăng nửa tục nói năng lạ kỳ. Kim quang tụ đỉnh viên tròn, kim quang tụ đỉnh viên tròn, dân du khắp chốn độ người thế gian. Rồi thêm bài nữa. Nghe anh thuyết pháp giảng đơn, ở này của một cái fan anh viết là việc lấy việc đọc tặng. Nghe anh thuyết pháp giảng đơn mà nghe trỗi dậy tiếng đờn không dây, đờn đông hòa lẫn đờn tây, thấm vào tim ốc lòng này xót xa. Thương mình thương hết chúng ma, biết bao đời kiếp rời xa mẹ hiền. Lời này là Phật thánh tiên mong cầu nhân loại quy nguyên tam tâm hồn, đạo sau sao lại ôn tồn, nhẹ như không khí dập dồn không hay. Nụ cười bí ẩn ngộ thay, cười đây nhắc nhở đắng cay kiếp người. Anh nói chỉ một phần mười, ai mà đại phước khóc cười lo tu, người đâu vĩnh kiếp thiên thu, sao không chịu thấy ngục tù lợi danh. Anh đang biểu diễn thực hành, thí tài thí pháp thiện lành khắp nơi. Việt Nam ôi thật tuyệt vời, con rồng cháu lạc khắp nơi toàn cầu. Rạng danh một bọc mẹ Âu, anh đang nhắc lại có đầu có đuôi. Nhìn anh lắm lúc ngậm ngùi, tôi rưng nước mắt sụt sùi anh ơi. Biết rằng anh dạ trống trơi, thí ba la mật đâu cần tôn vinh, vài câu thơ thỏa lòng mình. Tự hào con mẹ phục chinh toàn cầu, phục chinh lý đạo cao sâu, từ bi trí dũng bắt đầu thăng hoa, suốt thông tân cụ xăm xa. Trên đầu ba tấc mẹ cha đang chờ, tri ân anh mấy dần thơ, ơn người dìu dắt qua bờ tử sinh. Anh là minh chứng thực hành, công trình tu quả lại dành công phu. Tôi còn mới tối đèn lu, mộ anh là bậc chân tu lưu truyền. Anh là bài toán nhất nguyên, đưa người cầu đạo lên thuyền Long Vân. Thượng Lai đang tới rất gần, Việt Nam hòa bản rất cần anh ơi. Ước gì tôi được đến chơi, được anh khai ngộ về nơi tiên rồng. Tôi không cần đến thần thông, chỉ mong cảnh sống đại đồng an nhiên. Quý anh tôi nói huyên thuyên, mong anh nói mẹ đợi thuyền tôi lên. Một bài thơ của một fan hâm mộ, xin cảm ơn. Ở gì đọc Phật thì cũng hơi mệt, như lại nãy giờ nói cũng nhiều rồi. Xin tóm tắt lại cái clip này thì cũng không dám múa rìu quắt thợ mắc thợ với mấy thầy, chỉ nhắc riêng cho nhóm người và thiên tâm mới vô đạo quay về hướng Đông Bắc để mà có nhập đạo thiên tâm. Cũng phải học Tam Đại Tạng Kinh, học Phật, rồi lấy những cái ý này là mấy cái mấu chốt, rồi từ đó mình mới tra cứu kinh điển online. Google là sư phụ của mình. Những vị thầy chân chính minh sư, những bài pháp hay mình phải nghe. Đó thì để tự đúc đuốc đi, tự thành Phật. Hay là Phật thì cũng hơi mệt, xin tạm biệt các clip này. Thì cũng bị Covid mà bữa nay cũng đỡ rồi. Qua được 7 ngày nằm ở chỗ này, hết sốt và qua ho, ho tới mất mùi vị. Ô, hiện giờ đậu gần nhất, ho với sổ mũi chút chút. Hy vọng 2-3 ngày sẽ hết. Hay là Phật, xin kính chào quý vị nha.